tôi lên đến cái độ cao khoảng 2000m ở trên Pusilung, nơi mà cái dãy núi mà có những cái loại sâm ngọc linh rất là quý. Thì lên trên này tôi thấy một điều rất thú vị nhá. Ở đây cái đẳng sâm của nó thì chất lượng rất tốt, ăn cái củ cũng thấy tốt và nhai cái lá cũng mình biết là cái chất lượng như nào ngay. Trên độ cao này chất lượng rất tốt. Và cái hai nữa là cái đất này nó phù hợp với sâm, giống như là ở trong ngọc linh, nó có sâm ngọc linh và có cái sâm dây ngọc linh rất là quý và rất là đắt. Rất tốt. Cái điều thú vị là ở đây thì nó lại trên cái độ cao khoảng 2000m này thì nó lại xuất hiện hai loại đẳng sâm mọc xen kẽ với nhau. Đây là một cái loại đẳng sâm hoa tím này mà tôi thường dùng đây. Em quay gần đây cho anh xem. Đây là nó ra những cái dây màu tím nhá. Cái lá của nó cuộn màu tím này. Và các cái đường rãnh của nó, cái gân của nó cũng màu tím nhá. Đấy. Mà nó ra quả này, hoa màu tím, trong bây giờ là mùa nó đậu quả này. Quả nó màu tím như này này, rất đẹp. Ăn rất ngon. Đây, ngay bên cạnh đấy thì lại có cái dây lại có một cái loại dây màu ấy này. Dây màu trắng này, loại hoa trắng này. Mọi người có thể thấy nhìn không? Cái dây nó hoàn toàn màu trắng, nó mọc cạnh nhau nhá. Mà nó lại một cái loại thì màu tía như này. Tía tím như này, một loại màu trắng như này. Đấy, bây giờ ăn ăn cái này đấy. Tức là riêng cái loại sâm tím này thì ăn cái quả nó rất là ngon. Đây. Ăn nó ngon khủng khiếp luôn, nó ngọt lắm. Đây, quay gần nữa. Đấy. Ngon lắm, ăn nó như mật ong ấy, ngọt. Ngon quá. Kia có cây nữa, đây cây nữa này. Đây, em quay đi. Đấy. Đây nhá. Hai dây đều là sâm đẳng sâm nhá, mà hai dây nó mọc cạnh nhau, đây nó có quần thể mọc lẫn lộn này. Một cái loại dây trắng này, một loại dây tím này. Đấy. Cái loại nó mọc chỗ này sẽ có một quần thể và đào được rất nhiều. Đấy. Đây cái loại hoa trắng đây. Hoa trắng. Cái loại trắng này nó ra hoa trắng đây. Có thể nhìn thấy hoa sâm đây. Hoa tím thì bây giờ nó ấy rồi, nó cuối mùa rồi. Đấy. Hoa tím bây giờ. Quả này ngon chưa? Quả này rất mọng này, nhiều mật này. Ngon. Cái này không biết là ngâm rượu thì nó ngon như nào nhỉ? Ngon quá. Bây giờ sẽ đào khu vực này và sẽ được một bữa ăn rất là ngon. Đấy. Ở cái độ cao 2000m này có những cái khu rừng lau này. Đây những quả đồi chọc. Bên kia là rừng già này. Những cái đồi lau lách này, sim mua rồi là các thứ đây, nó rất nhiều đẳng sâm quý nhá. Tuyệt vời luôn đấy. Hiếm có thể thấy những cái loại như này nhá. Đây mọi người có thể thấy này. Cái thân của nó tím ngắt luôn. Cực kỳ chất lượng. Này cái loại đẳng sâm này thì vô cùng tốt luôn. Đây. Tiếc chưa? Không cầm con dao. Đây. Dây đây. Cái dây của nó đây. Vậy. Đây này, nhiều lắm. Đây. Gạt ra có thể thấy này. Nhìn này. Ui giời, sao nó lại tím thế này nhỉ? Tím ngắt cái ngơ luôn. Này. Không có dao nhỉ? Đây. Cú này to đấy. Tâm nữa. Tâm nữa. Sâm. Ta lại tưởng cái bình. Tím. Đây. Dây sâm này. Đây là quả của nó đây. Quả tím nhá. Ngon. Chán. Ngon quá. Đây. Bây giờ bắt đầu là đến mùa rụng lá rồi đây. Lá bắt đầu vàng úa đây. Dây tím ngắt lúc khai thác. Một cái cây sâm nhá. Đẳng sâm này. Đây. Hoa tím, dây tím này. Đấy.
Nhìn củ cây sâm này là biết nó già rồi, vì nó nhiều dây, nhiều dây và dây nó tím lịm rồi. Bây giờ xem thử lần tìm này đào nhá. Đây, dây đây, dây đây, đây, củ đây. Khi đào củ này xem to không? Đây, dây nó đây. Nó mọc lớn ở cái rễ cây long. Củ sâm tự nhiên nó thế này, mọc trong rừng nó thế đấy, nó bị gãy mất đào, nó gãy mất hai cái nhánh này này, gãy mất lên đây, để mỗi cái củ này. Đây, chiều cao là dây nó tím này, nhìn cái dây này nhá, cái dây này không phải là dây quá to, nhưng mà chắc chắn củ sẽ to, thì cái dây này dài, đây lần theo này, đẹp chưa, tím này, tím ngắt. Đây, dây đây. Đấy, gốc của nó đây. Cái phần gốc nó to này nhá. Đấy, nó ra các cái chạc thì rất là củ sâm to, không có dao nhỉ. Đấy, củ sâm này to đấy. Đây này, mọi người có thể thấy không? Đây, to chưa? Tuyệt vời. Tiếc quá, em dẫn đường ở dưới kia, không có dao. Úi giời, để hoài. Úi giời. Úi giời. Đấy, củ sâm to chưa? Tuyệt vời chưa? Tuyệt vời. Củ này nhiều năm rồi đấy. Đây này, nó chết này, nó chết nhá. Nó chết này, năm nay chết thì nó lại ra mọc đây, nó lại ra cành. Đây cây năm ngoái chết đây, con này năm nay lại ra đây. Bây giờ nó chết thì nó lại ra cành khác. Đẹp chưa? Như nhân sâm ấy.